Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu về một cái loại thiết bị người ta gọi là Androbox, dành cho các loại xe ô tô mà cần có một số các cái tính năng như là dẫn đường, xem video hoặc là một số tính năng giải trí khác trên các dòng xe. Thì cái thiết bị trên tay của mình đây là mình giới thiệu đấy là của hãng Gotech. Mình thì không có định quảng cáo cho hãng nào, các hãng nào đâu, nhưng mà cái này là xe mình đang sử dụng. Vậy thì như thế nào, tại sao lại phải sử dụng cái Androbox cho ô tô? Thì trước tiên mình sẽ khởi động xe. Thì như các bạn đã biết là tất cả các cái dòng xe ô tô hiện nay, và để đảm bảo các cái tính năng an toàn cũng như các cái tính năng khác, thì là người ta không cho xem video ở trên cái màn hình trung tâm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các cái hãng xe thì có hãng không có tích hợp cái tính năng dẫn đường ở trên ô tô. Tuy nhiên là nó cái GPS, cái định vị của theo hãng sản xuất nó thường ở nước ngoài cho nên không chính xác. Đấy. Và để đáp ứng cái nhu cầu đó thì là có hai cái loại, một là người ta thay một cái màn hình để thực hiện các cái tính năng đó, xem YouTube rồi dẫn đường rồi hỏi về thời tiết rồi là lịch âm lịch dương và các cái tính năng khác. Tuy nhiên là đối với một số dòng xe thì là không thể, và một số chủ xe cũng không muốn thay cái màn hình zin nguyên bản để sợ ảnh hưởng đến các cái yếu tố khác của xe, thì cái Androbox này nó ra đời để biến cái màn hình của zin của các bạn thành cái màn hình Android để thực hiện một số các cái tính năng mà bình thường như tôi nói là mọi người không thể sử dụng được. Để bắt đầu sử dụng thì để tôi tắt cái xe này, là nó có Apple CarPlay, để tôi tắt cái chức năng này. Đấy, thì đối với cái thiết bị Androbox này thì trên thị trường hiện nay nó có rất là nhiều, nhưng mà nói thật với tất cả các bạn, nó đều xuất xứ từ Trung Quốc hết, và bên nào viết phần mềm cho nó, và giá nó dao động từ khoảng 4 đến 10 triệu. Nó chênh nhau vì cấu hình và chênh nhau về các cái khuyến mãi, và thật ra đắt nhất cả nhà vẫn là bảo hành. Đấy, như cái thiết bị của tôi trên tay đây thì nó vì là nó có của hãng Gotech, nó bảo hành nên nó giá nó cũng xấp xỉ đến gần 10 triệu. Tất nhiên trong này có cả tích hợp phần mềm dẫn đường Vietmap S2. Đấy, và một số các cái phần mềm ứng dụng khác như là xem YouTube không quảng cáo, như là xem TV vân vân, nó đã như vậy. Để sử dụng cái này thì trước hết là các bạn, nó có hai cái jack cắm. Thì đối với xe này thì nó có cả jack cắm tay C và jack cắm tay A bình thường, nhưng mà khuyến cáo các bạn là nếu bạn nào xe nào mà có jack cắm tay C thì nên sử dụng jack cắm tay C vì nó tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Sở dĩ tôi chọn cái này là vì kích thước nó nhỏ gọn và nó. Sau khi các bạn cắm vào thì các bạn chọn vào cái này, nó đã tự động lên rồi. Còn nếu không tự động lên ấy, không tự động lên thì các bạn có thể ấn vào cái nút có cái hình ô tô để chờ nó khởi động lên như cái đó. Thì đối với màn hình Androbox của Gotech này thì lúc nào nó hiển thị lên được các cái thông số đã được cài đặt. Đấy. Và cái chế độ dòng nói Kiwi, nó bảo là chế độ dòng nói Kiwi sẵn sàng thì các bạn có thể sử dụng như bình thường. Tất nhiên để sử dụng cái này thì trong cái thiết bị này nó có hai cái khe cắm. Cái thứ nhất là SIM. Các bạn phải có một cái SIM 4G vì nó chạy trên nền tảng của sóng điện thoại. Đây các bạn thấy đây. Đấy, còn cái thứ hai là nó có một cái khe cắm thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ này để phục vụ cho các bạn có thể copy các cái video hoặc là copy các thứ vào.
Về sử dụng thì nếu mà ban đầu lên mà nó không tự nhận thì các bạn có thể ấn vào đối với xe for Everest này, các bạn có thể ấn vào cái phần này. Sau đó các bạn chọn vào full lead. Đấy thì nó hiện ra cái câu tách đây. Đây là nó tự động kết nối, còn không thì các bạn có thể ấn vào đây là ngắt kết nối. Đấy, và sau đây là ấn lại thì nó sẽ kết nối. Tất nhiên là đối với các thiết bị này thì là nó là vì là nó không phải zin theo xe. Đấy, với lại là nó có tương thích với các phần mềm này không thì thi thoảng là nó cũng có thể là bị lag chứ không được như mọi người quảng cáo đâu. Đấy, bây giờ tôi đang cho khởi động lại. Khởi động lại cái này thì là để các bạn hình dung ra là lúc cắm vào đầu xe thì là lúc nãy là nó tự nhận, còn bây giờ mình có thể cắm thẳng lên để cho nó thực hiện. Đấy, bên này là có thể là nó lại lóc rồi. Đấy thì màn hình nó đã lên. Đấy, như giới thiệu qua với các bạn thì bên dọc ở bên này nó sẽ có rất nhiều các cái nút và các cái tính năng để sử dụng ở trong này. Thì trên này là cái nút home, như các bạn biết là để quay về màn hình trung tâm. Còn cái giao diện này là mọi người có thể chọn. Mọi người có thể chọn, ví dụ như là chọn cho là cái lịch âm lịch dương, chọn YouTube, hoặc là chọn cho cái màn hình hiển thị nó thể hiện ở đây. Thì cái nút trên cùng, đấy thì vừa rồi là cái thiết bị này đã khởi động xong thì nó báo là trợ lý giọng nói Kiki đã sẵn sàng. Thì đối với cái hiển thị này thì tất cả có thể điều khiển bằng giọng nói. Thì muốn điều khiển bằng giọng nói có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn ấn và giữ vào cái nút này. Sở dĩ ấn và giữ 1 đến 2 giây. Vì sao? Vì nếu các bạn ấn một lần thì nó sẽ ra cái chế độ for assistant của trợ lý của xe. Nó sẽ là điều khiển xe bằng tiếng Anh. Nhưng bây giờ là mình cắm thêm cái Android cho nên mình phải ấn và giữ. Đấy, cách thứ hai là các bạn ấn vào cái biểu tượng Kiwi trên màn hình này và ra cho nó khẩu lệnh. Ở đây thì mình đã cài sẵn cái mặc định chỉ đường là bằng phần mềm Vietmap rồi. Còn không, bản thân nó có bản chỉ đường bằng Vietmap, chỉ đường bằng Google Map và chỉ đường bằng Navitel. Bây giờ tôi sẽ thử các bạn một cái khẩu lệnh. Chỉ đường đến Đại học Luật Hà Nội. Vui lòng kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Đấy, thì sau khi thực hiện câu lệnh thì nó sẽ hiện lên màn hình Vietmap S2 để chỉ dẫn đường cho các bạn. Theo hướng rẽ phải tiếp theo, sau đó rẽ trái. Bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Và các bạn biết rằng là để mà thực hiện các cái thao tác khác thì các bạn phải tắt cái màn hình đi, đỡ nó phải chạy nhiều cái màn hình cùng một lúc. Bây giờ tôi sẽ hỏi ví dụ như là thời tiết Hà Nội hôm nay. Thời tiết ở Hà Nội hôm nay được dự báo là nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C, nhiệt độ cao nhất là 19 độ C. Đấy. Thì là các cái câu lệnh của nó thì là các bạn có thể thực hiện là bằng hai cách, một là ấn ở nút đây, hai là nút đây. Và mình đã cài sẵn ra một số các cái chi tiết ở bên cạnh này. Trên cùng các bạn có thể là xem YouTube, ví dụ tôi có thể hỏi là đấy, mở video cái gì đấy. Nếu các bạn muốn xem video bằng hình ảnh thì nó sẽ chạy ra cái YouTube. Đó. Ví dụ như là
Mở video bài hoa nở không màu. Đây nó báo cái tín hiệu không ổn định. Mở video bài hoa nở không màu. Đang mở video bài hoa nở không màu. Phạm bản quyền cho nên mình không thể phát được cái video bài hát này được. Tuy nhiên tính năng đã được bật sau khi có khẩu lệnh như mình đã hướng dẫn. Mọi vấn đề thắc mắc thì các bạn có thể để lại ở dưới comment. Xin trân trọng chào và tạm biệt các bạn.